Rồi mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa của mình nha. Thì clip tiếp theo đây mình sẽ lên cho anh em mình làm một cái số lo rời ha. Và đặc biệt hôm nay mình có được hai cặp lo chép của Đăng Mạch nha mọi người ha. Thì một tí nữa mình sẽ quay chi tiết về lo cho anh em mình xem. Nó ở đây mình có một cặp lo trả lời của Akai nè. Đây có một cặp lo toàn giải 16 ha. Đó, và đây mình có hai cặp lo bát nữa. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi vào chi tiết luôn. Thì phân tầng bao quay hôm nay mình có về được một mớ á. Anh em nào mà đang cần phân tầng bao quay thì nhắn qua Zalo nha. Mình sẽ khui hàng và mình sẽ gửi mẫu báo giá riêng cho anh em mình ha. Tại vì mình chưa có khui kịp. Nó clip sau mình có khui kịp thì mình sẽ đăng lên cho anh em mình xem sao nha. Hiện tại thì mình sẽ giới thiệu lo thôi. Còn phân tầng anh em mình có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Còn cái lo chép CBL mà dạng hình tròn đường kính 10 phân á, nó clip trước á, A026TS đó mọi người ha. Thì hổng hết hàng nay, về được vài đôi. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Đó rồi. Thì đầu tiên mình sẽ quay cái cặp lo này. Cặp lo toàn giải nha mọi người ha. Đó, cặp lo toàn giải của Ban Lan ha. Đó, chỗ kháng là 8 ohm, công suất là 20W nha. Đó. Thì lo toàn giải Toshiba hổng ra mình hết hàng mọi người, đâu có hàng đâu. Hổng ra anh em mình hỏi quá trời nhiều luôn nhưng mà không có hàng. Đó, tại mấy cái dòng nó hiện tại thì có hàng thì mình lấy lần cặp hai cặp thôi chứ không có nhiều hàng mọi người. Đó. Lấy giá rẻ thì không có hàng nha, tại vì anh em bên kia người ta đòi giá cao người ta mới làm, còn nếu mà giá thấp thì người ta đi làm mấy việc khác mọi người, người ta không có sưu tầm ha. Đó. Thì lo toàn giải Toshiba bây giờ mình muốn nhập nhiều cũng được nhưng mà giá nó sẽ cao hơn cái giá mình nhập ít nha. Đó, cho nên là mình cũng lười lấy nữa mọi người, mình bán mấy cái lo khác cũng được ha. Đó. Đây thì lo này thì nói chung là khá là đẹp luôn nha. Đó, đường kính là 16cm nha. 16cm, lo thì nguyên zin nguyên bản nha mọi người ha. Nguyên zin nguyên bản. Màng lo đây ha, phiểu lo rồi rất là đẹp. Gân là gân lụa tẩm dầu ha, gân lụa tẩm dầu. Đó. Thì mấy cái lo toàn giải Toshiba bây giờ mình muốn lấy là phải chi cái giá cao hơn mới lấy được nhiều mọi người. Cũng thôi cũng về ít lai đai lần cặp hay cặp không à. Đó. Anh em mình khi nào mà có hàng mình đăng lên sao nha. Hiện tại mình hết hàng rồi, anh em mình hỏi rất là nhiều luôn. Clip trước mình đăng á thì anh em mình hỏi rất là nhiều đó. Đây ha, thì đây chính là bộ phận màng lo đó nha. Tại vì bên kia người ta sưu tầm, người ta cũng phải có chi phí đủ để trang trải cuộc sống người ta mới làm mọi người. Còn người ta không có làm đủ á thì người ta sẽ kiếm việc khác ha, chứ người ta không thể nào mà đi kiếm cái lo tivi cho mình mà mình đầu giá rẻ được đó. Thì hôm nay mình về được cái cặp lo toàn giải 16 này nha. Toàn giải 16 này mình đo rồi. Đó, 16.5cm. Thì cặp này tiếng nó rất là hay nha mọi người ha. Đó, tiếng nó rất là hay. Đó, thì cặp này giá là 1.4 triệu nha mọi người ha. Giá là 1.4 triệu với hình thức là nó đẹp xuất sắc như thế này ha. Đó, đẹp len keng luôn. Cặp lo toàn giải đường kính 16cm. Và phía dưới này nó có một cái chụp chống nhiễu từ. Và bên trong chắc có lẽ là từ kép ha. Đó, nhưng mà mình không thể nào mà mình cạy ra được. Đó, cạy ra cái là anh em mình không chịu mua luôn á. Đó nha, lo rất là đẹp nha. Zin nguyên bản ha, tiếng kêu rất là hay. 8 ohm 20W ha. Đó. Anh em mình coi độ chế hay là thay thấy lo gì đó thì liên hệ với mình. Cặp này giá là 1.4 triệu nha. Rồi, đây chính là cặp lo toàn giải, cặp lo trả lời mọi người, xin lỗi nha. Cặp lo trả lời ha. Đó. Cặp lo là cặp lo của Akai, một cái dòng lo cổ của Nhật như mười ha. Thì bên trong nó sẽ có một con lo trả lời ha, nó màn giấy mũi nhôm và gân là gân lụa, và ở trên này nó sẽ có một cái con lo. Rồi mình xin lỗi mọi người nha, vừa có khách qua mua hàng thì bây giờ mình sẽ tiến hành tiếp tục clip hôm nay nha. Nó thì con lo trả lời này thì nó sẽ có một cái con lo trả lời màn giấy ha, màn giấy mũi nhôm và gân lụa phía bên trong, và trên này thì em nói sẽ có một cái bộ phận lo chết như mười ha. Đó. Và lo này thì có thiết kế cái lỗ hơi là nằm bên trong này luôn, cho nên là cái lo bên trong á không có bị côn trùng bò vào và bụi lớn bay vào được á, cho nên là lo bên trong rất là đẹp nha mọi người ha. Đó, đây lo được bảo vệ tuyệt đối luôn nha. Thì lo nó có chiều cao á là 23cm nha mọi người ha. Đó, còn cái này là 12cm đó nha. Còn chiều sâu á là cũng 12 luôn nha. Nó ngắm ngắm cơ đó ha. Đây chính là bộ phận thông số của em nói đây nha. Nó trợ kháng 8 ohm, công suất là 50W ha. Thì 50W thì anh em mình trả lời rất là tuyệt vời rồi. Đây thì nó sẽ có một cái đoạn dây ra ha. Nó thì Tokyo Japan. Nó đây chính là bộ phận thùng lo đây nha. Nó nói chung là xấu không xấu mà đẹp cũng không đẹp nha. Nó tương đối là đẹp thôi. Nó tại vì đây nó có mấy vết nhỏ nè. Nó thì nói chung hàng bãi như thế này thì đã rất là đẹp rồi. Nó thì đây nó sẽ có một cái móc ha. Cái móc đây mà anh em mình có thể treo tường. Đó, hàng về nguyên zin nguyên bản với mọi người ha, không có túi tát gì hết trơn á, lo còn rất là đẹp luôn. Nó nha, cam kết hàng zin 100% và lo này thì không lụng rách gì ha. Đó, tất nhiên rồi.
tại vì miếng lưới này bảo vệ quá là tuyệt vời mà. Đó, rồi đây nha. Rồi thì cặp loa trả lời ha, anh em mình coi có nhu cầu về cái bộ dàn karaoke nghe nhạc xem phim của mình thiếu tiếng lời thì nói mình. Đó, nếu như mà anh em mình chưa có phân tầng thì anh em mình nói mình tặng kèm tụ cho về anh em mình đấu vào âm ly, đánh với bass 20-30 rồi ha. Đó, thì những cái loa này anh em mình cho vào những cái thùng loa bass 20-25-30 rồi á, anh em mình trả lời trong gia đình á. Nếu mà anh em mình chưa có ngõ trả lời hoặc là phân tầng gì thì nói mình sẽ kèm tụ cho nha. Đó, thì đấu tụ vào cho tiếng nó hay và anh em mình nghe được cái tiếng lời nó tốt hơn ha. Đó, đây, thì cặp loa trả lời này giá là 1.1 triệu chứ mười ha, hàng zin nguyên bản và rất là đẹp nha. Đó rồi, đây mình có hai cặp loa chép của Đan Mạch mọi người ha. Nó cặp này đường kính hình tròn ha, đường kính hình tròn là 10 cm, còn bên đây là cái cặp này là cái hình nó hơi dài dài hơn tí nè. Nó thì đường kính là nó 9 cm nha, 9 cm, còn chiều ngang của nó là 11 cm ha. Đó, một cặp là tròn 10 phân, còn cặp là 9 x 11 nha. Thì anh em mình coi thích cái mẫu nào á thì anh em mình chọn mẫu đó thôi, tại vì hai cái mẫu này á thì anh em mình nhìn nó chung một cấu hình nè. Riêng cái hai cái loại này tuy là kích thước nó khác nhau nhưng mà cái lỗ thùng lo của anh em mình á là cái lỗ 8 cm, là anh em mình bỏ cái cũ này vào được nha. Nó tại vì cái hình tròn cái củ từ ở dưới và cái miếng nhựa bảo vệ ngoài này nè, nó thì nó kém 8 phân tí ha, cho nên là anh em mình có thùng lo cỡ chừng cái lỗ á, cái lỗ 8 phân là anh em mình có thể bỏ một trong hai cặp này vào được nha. Đó rồi, đây nha, hàng thì nguyên zin nguyên bản nha, để mình quay trước cái cặp tròn này đi nha. Đó, đây ha, đây chính là bộ phận thông số đồ của em nói đây nha. Đó, 8 ôm ha, made in Đan Mạch, tức có nghĩa là sản xuất tại Đan Mạch như mười ha. Ở đây mình có hai đôi, đó, anh em mình coi có nhu cầu thì liên hệ với mình. Và dưới này thì nó có mã vạch số series đồ nè, đó nha. Thì ở dưới này thì ở bên màu trắng nè, ở dưới này anh em mình thấy có quẹt cái màu trắng không? Là cộng nha, còn bên đây không có quẹt màu trắng là trừ. Hàng thì nguyên zin nguyên bản như mười ha, ở đây nó có mấy chốt để mà gỡ cái cũ lo lên, nhưng mà mình không dám gỡ mọi người. Đó, gỡ lên tại mấy cái chốt này thì nó cũng sản xuất nay cũng mấy chục năm rồi. Đó, cứ để nguyên zin nguyên bản vậy là tốt nhất nha. Đó, mình không nên động chạm vào. Đó, thì hàng thì rất là đẹp nha mười ha, rất là đẹp. Tại mấy cái chốt này thì anh em về muốn mở ra thì anh em mình gỡ mấy cái chốt này nè thì anh em mình sẽ lấy lên được nha. Đó, đây ha, thì mình đã test hai cặp này rồi, nó nói chung là hàng nguyên zin nguyên bản nha, tiếng kêu rất là hay. Nó đây chính là bộ phận cặp bên đây đây nha, cặp bên đây thì cái tem nó màu nó khác một tí tại nó cũng khác cái đời loa ha. Nó nhưng mà về cái cấu hình thì nó giống nhau nha, và chất âm thì nó như nhau. Nó mình nãy mình test rồi thì nghe không kỹ thì cũng không phát hiện được nha, chất âm em nói thì nó rất là hay. Nó chép đơm lụa của Đan Mạch như mười ha. Nó anh em nào mà chơi những cái dòng loa châu Âu á thì anh em mình coi nếu mà loa chép của mình có thể thay thế được những cặp loa như thế này thì anh em mình gửi em nói về nha. Tiếng kêu nó rất là hay ha. Đó, những dòng này thì cái chất âm của nó ngọt ngào chi tiết khỏi bàn rồi. Đó, thì mấy con loa chép đơm lụa như thế này thì cái màn nó bằng lụa nha, cái màn bằng lụa chất liệu rất là mềm, tiếng chép nó ra thì nó sẽ không có chối gắt ha, anh em mình nghe nhạc vàng độ rất là ngọt tiếng luôn. Đó, đây nha anh em, mấy cặp này anh em mình nghe nhạc là rất là thích luôn. Đó, cái cặp này trên này nó có chữ nè. Đó, và ở đây nó có in cái logo nữa nè. Đó ha, còn cặp tròn thì nó chỉ có hình tròn thôi, và hai cặp này nó đều có thiết kế là một cái hình quặn đó mọi người ha. Nó hình chuối xuống đó, anh em mình xem nha, nó rất là đẹp. Hàng thì nói chung còn đôi chút bụi nè, hàng về mình chưa có vệ sinh gì hết trơn á, tại những cái hàng này thì cũng toàn là những cái hàng đắt tiền cho nên cũng được bảo vệ rất là tốt nha. Mặt lo thì nói chung tương đối là đẹp, không có trầy xước gì nhiều ha, rất là đẹp luôn. Đó, đây nha. Rồi đây mình có chỉ có hai cặp thôi, thì mấy cặp này thì giá nó cũng không rẻ nha, anh em mình cân nhắc giá trước khi liên hệ ha. Thì giá là 1.9 triệu một đôi nha mười ha, giá là 1.9 triệu một đôi, anh em mình coi ưng thì liên hệ với mình mua hàng. Thì hai loại này thì nó như nhau, còn về cấu hình lo thì cái cũ lo thì nó cũng như nhau luôn ha, màn đâm lụa nó giống nhau, nó chỉ khác về cái kích thước thôi. Nó thì anh em nào mà mình coi cái nào anh em mình ưng thì anh em mình liên hệ nha. Nó hai cái này là một cặp nè, riêng mình thì mình thích cái cặp này hơn. Nó còn anh em sao thì mình không biết ha, tại cặp này mình nhìn nó đẹp hơn mọi người, mình nhìn mình thấy mình ưng hơn. Đó, rồi thì anh em nào mà thích cái nào thì anh em mình chọn cái đó thôi nha, anh em mình đừng có hỏi của mình cái nào đẹp hơn, tại vì theo cái sở thích của mỗi người mỗi khác mà. Anh em mình bỏ cái đồng tiền ra anh em mình mua thì anh em mình coi cái nào anh em mình ưng cái bụng á thì anh em mình sẽ thích thôi ha. Đó rồi, đó đây nha, thì nói chung là hàng nguyên zin nguyên bản, hoạt động hoàn hảo cho anh em mình. Cuối cùng đây chính là hai cặp loa bass mọi người ha. Hai cặp này thì nó tương đối là nặng nha, tại vì cái gông này của nó là bằng gông gan đúc nguyên khối với mười ha, gông gan nha, chứ không phải là gông nhựa hay là gông sắt nha. Nó gông gan đúc nguyên khối rất là nặng luôn nữa nha. Đây chính là bộ phận con lo nè, nữa nha, con của nó thì nó bằng cái con lo boss 301 đó mọi người. Đó,
Thì đây chính là bộ phận màng lo này nha. Gân có nói là gân cao su, gân cao su khá là mềm và to luôn nha. Con này đánh bắt rất là hay. Anh em mình coi độ chế vào những cái lo mình á thì rất là tuyệt vời luôn ha. Đó. Này lo này pilot gì này ha. Đó, nói chung thì anh em mình xem trên video nha. Đó. Để mình đo luôn kích thước cho anh em mình xem. Thì kích thước của em nói chiều ngang là kém 20 một tí nha. Kém 20 một tí, còn cái chiều này á là nó 17 cm nha, 17 cm. Đó. Thì cái cặp này gã trên cái thùng bắt đôi ra mọi người ha. Thùng bắt đôi ra thì anh em mình có thể về sử dụng từng cặp một cũng được luôn. Còn anh em mình độ chế thì anh em mình có thể ước hai cặp luôn ha. Thì mỗi một lo là chở kháng là 8 ohm ha. Đó, 8 ohm. Đó. Thì hàng thì nguyên zin nguyên bản với mọi người ha. Dưới này nó sẽ có mấy cái mã số nè, cái chiếc nào cũng có hết ha. Đó. Đây chính là bộ phận màng lo này nha, màng lo ha. Đó. Thì mấy cái này thì hàng thì gân là gân zin luôn nha, gân zin, màng nè, tất cả mọi thứ nha. Đó, màng này thì nó có một cái phủ, một cái lớp, và cái lớp này có thể chống được nước cho mọi người ha. Lớp này thì nó không có thấm nước. Và gân cao su, gân zin, gân rất là to nha. Đó. Dưới mỗi cái gân thì đều còn mấy cái mã số nữa nha, mấy cái mã số nữa ha. Đó, gân này thì tiếng bass đánh thì khỏi bàn rồi. Mấy con này thì tiếng bass mềm sâu ha. Đó. Và đặc biệt anh em nào mà thích nghe bass nhiều á thì mấy con này đánh khá là hợp luôn. Đó, tại dòng cao su mà, bass nó đánh rất là ấn tượng nha. Và đặc biệt cái gân cao su nó to như thế này nữa. Đó nha, anh em mình coi có nhu cầu thì liên hệ với mình để mình quay từng cặp cho anh em mình xem luôn nha. Nó trong này là gông gan nha, nó rất là nặng nha, chứ không phải là gông nhựa đâu. Đó. Thì mấy cặp này anh em mình xem ưng thì liên hệ với mình. Giá là 1.600.000 một cặp nha mọi người ha. 1.600.000 một cặp. Đó rồi ha, thì mình đã quay hết rồi. Đó, New York. Đây chính là bộ phận màng lo bên đây. Thì mấy cái dòng này thì dạng nó sản xuất ít mọi người. Lâu thiệt lâu mình mới được lô hai cặp như thế này thôi. Đó. Rồi ha. Rồi thì clip của mình cũng chỉ tới đây thôi. Đã quay hết rồi và đã báo giá hết rồi. Anh em mình coi có ưng cái mẫu nào thì liên hệ với mình để rước em nói thôi. Rồi mình xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều nha, đã dành thời gian quý báu của mình ra để xem clip ủng hộ mình nha. Rồi mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những clip tiếp theo nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại.